Sau đây một tiết mục với lòng tự hào dân tộc, thể hiện tình yêu thương của đất nước con người của các bạn đến từ trường tiểu học Yên Ninh. Tiết mục múa Tổ quốc yêu thương. Quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để dành cho các bé được không ạ? Xuôi xuân sao dòng.